Cái này là cái quan trọng nhất trong việc điều trị mụn. Bí quyết trị mụn đơn giản và cực rẻ đến từ vị trí bác sĩ Lương. Các bạn bắt buộc, gần như bắt buộc nha, phải sử dụng và duy trì cái sự rửa mặt chống nhờn salicylic 2%. Cái tôi hay dùng là của Repkin, rửa mặt hàng ngày. Khách hàng của tôi cứ nói là bác ơi, bác cứ cho thuốc tôi uống, bác ơi bác cho thuốc tôi bôi, bác ơi bác dùng cái phương pháp nào kỹ thuật cao để điều trị cho tôi hoặc là con tôi với. Nhưng mà tôi đều kêu cái mà đơn giản và cái rẻ nhất về để ngừa cái mụn và giảm cái mụn nó lại là chính là cái chai sữa rửa mặt, chứ không phải là những cái phương pháp khác. Nếu mà kết hợp mà đúng á, một mình chai sữa rửa mặt nó có thể là xử lý được gần như toàn bộ của mình rồi. Nhiều bạn gọi thẳng cho tôi hỏi là cái cách nào để sử dụng sữa rửa mặt, và tôi nghĩ là các bạn đang xài rồi. Bạn nào có hiệu quả hay không hiệu quả gì đó thì các bạn cứ chia sẻ những cái thông tin phản hồi trực tiếp cho bác sĩ Lương để tôi biết và tôi hướng dẫn cho các bạn cách xài cho nó đúng. Ok. Phòng khám của chúng tôi luôn có đội ngũ bác sĩ đã được đào tạo kỹ lưỡng trong lĩnh vực này, nên các bạn yên tâm đặt lịch ở mũi tên góc bên trái màn hình nha. Alo, bye bye.